Giáng đá Pháp Môn Quán Âm. Giáng: Con người trước khi sinh ra đời không biết gì cả, sau khi sinh ra nhờ đầu óc nên mới ý thức, nhưng sau khi chết rồi thì lẽ ra phải không biết gì cả. Vậy tại sao lại còn có thế giới cực lạc để đến? Sư phụ: Tại sao quý vị lại nói trước khi mình sinh ra không biết gì cả? Nếu trước khi sinh ra không biết gì, tại sao quý vị có thể biết trong bụng mẹ có thể ở được 9 tháng? Tại sao lại không đến cái trần nhà ở 9 tháng? Cho nên nhất định phải biết, có phải vậy không? Nếu như không biết, tại sao vừa mới sinh ra là khóc ngay? Là có thể ăn được đồ ăn. Không phải sinh ra rồi mới có ý thức, lúc còn trong bụng mẹ đã có rồi, vì biết được nên mới đến thế giới này để đầu thai. Nếu không, rất có thể quý vị sẽ chạy đến trần nhà, chạy vào trong cục đá. Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi sinh ra đã biết rồi. Cho nên khi Ngài vừa mới sinh ra, có thể đi 7 bước và nói: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nhưng sau khi Ngài lớn lên rồi thì Ngài quên cả. Cho đến 30 năm về sau, nhờ tu hành, Ngài mới tỉnh dậy. Những người đệ tử tu Pháp Môn Quán Âm, lúc còn nhỏ vẫn còn nhớ được tiền kiếp của họ rất rõ ràng. Sau khi trưởng thành thì quên cả. Chúng ta cũng vậy. Trước khi sinh ra chúng ta biết, nhưng sau khi sinh ra rồi, chúng ta quên tất cả. Chấn: Lúc Phật còn tại thế, không có kinh điển để niệm, tại sao Phật giáo hiện tại lại coi trọng vấn đề niệm kinh như vậy? Sư phụ: Quý vị tự mình hỏi thì biết. Lúc Phật còn tại thế, không có kinh để niệm. Trước khi Phật qua đời, cũng không có kinh để niệm. Nhưng bây giờ lại rất trọng niệm kinh, quên mất chân lý. Sư phụ nói không cần phải niệm kinh cũng có thể đắc đạo. Kết quả có người nói sư phụ là ngoại đạo. Thế giới này có phải là điên đảo không? Cho nên quý vị tự mình hỏi thì biết, không nên hỏi sư phụ. Nghe hiểu không? Có người nói Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật, giáo lý của Ngài là Phật giáo. Nhưng khi sư phụ dạy người ăn chay, lại bảo là Ấn Độ giáo. Sư phụ muốn hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni từ đâu đến? Ngài vốn là hòa thượng của Ấn Độ giáo. Trước khi Ngài xuất gia, không có cái gọi là Phật giáo, không có kinh Phật, không có Phật. Ngài xuất thân từ Bà La Môn giáo, cho nên tất cả chúng ta đều là ngoại đạo. Không có cái gì là Phật giáo, tất cả đều là mượn của người khác. Hôm nay sư phụ chỉ nhân tiện nói cho quý vị nghe mà thôi. Chấn: Gần đây báo chí đăng tải chuyện của anh Linh siêu độ. Trên Phật giáo có thật sự là có thứ nhân quả này tồn tại không? Sư phụ: Đương nhiên, có nhân thì có quả, tại sao lại không có nhân quả? Trồng liễu thì có liễu, trồng táo thì có táo. Chúng ta giết người thì có sát nghiệp, không ai có thể giúp chúng ta siêu độ ngoại trừ chính chúng ta. Thật sự sám hối, phát tâm tu hành, dùng năng lực của chính mình, công đức của chính mình để thanh toán nghiệp chướng đó, chúng ta mới được thanh thản. Nếu không, mọi người đều có thể tự ý giết người, sau đó mời pháp sư đến tụng kinh gõ mõ là xong, hà tất phải khổ cực tu hành. Chỉ cần chúng ta đi cúng dường một hai cái hồng bao, sau đó tạ pháp sư đem phước báo của họ bán cho chúng ta là được rồi. Càng nhiều tiền là càng nhiều phước báo, như vậy thì tiện lợi hơn. Nhấn: Làm thế nào để tiêu trừ tam độc? Sư phụ: Cần phải khai ngộ. Sau khi tu Pháp Môn Quán Âm, bất cứ thứ gì cũng đều không tham, nhìn thấy vật gì cũng không để ý, trong lòng rất rõ ràng, không bị mê muội. Sau khi chúng ta đã câu thông với lực lượng vạn năng của mình, chúng ta biến thành chủ nhân của mình, lúc đó tam độc tự nhiên tiêu trừ. Nhấn: Ăn chay làm cho người nhà phản đối, vậy phải làm sao? Nếu đây là vấn đề của cá nhân, như vậy có phải bỏ mặc gia đình không? Sư phụ: Không nên. Sư phụ nghĩ rằng vấn đề này có thể giải quyết được vì mọi người đều có những cách sống khác nhau. Có người mang guốc cao gót, có người thích giày thể thao, có người ăn chay, có người ăn mặn. Như vậy có quan hệ gì? Quý vị dùng thức ăn của quý vị, sư phụ dùng thức ăn của sư phụ. Chúng ta không có làm hại ai. Ngày nay, các khoa học gia đã chứng minh ăn chay rất tốt đối với thân thể chúng ta có rất nhiều ích lợi. Ở Đài Loan,
Có hai bệnh viện rất lớn của Thiên Chúa Giáo đều ăn chay, kể cả các bác sĩ, y tá, bệnh nhân đều ăn chay. Như vậy có phải là hay không? Chúng ta nói chúng ta là tín đồ Phật giáo, kết quả không có được một y viện nào ăn chay toàn bộ. Sư phụ nghĩ rằng tín đồ Thiên Chúa Giáo rất hay. Vấn: Làm thế nào để sử dụng Phật Pháp và Phật Tánh đối diện với những phiền não và đau khổ của thế gian? Khai ngộ cần phải khai ngộ từ đâu? Sư phụ: Muốn khai ngộ cần phải tìm một người. Người ấy có năng lực giúp chúng ta phá vỡ cánh cửa nghiệp chướng của chúng ta. Lúc đó chúng ta mới được kể là khai ngộ. Sau khi khai ngộ, tiếp tục tu hành, từ từ sẽ hiểu được phiền não của thế gian vốn là không. Lúc đó chúng ta mới có thể phá vỡ những thành kiến trói buộc của thế gian. Nếu không, cho dù chúng ta có biện luận đến 100 năm nữa cũng vô ích. Phiền não vẫn là phiền não. Chúng ta vẫn cứ bị phiền não của thế gian ràng buộc, vẫn cứ lưu luyến không đi ra được, cho nên khai ngộ vô cùng quan trọng. Nhấn: Những người nghèo học Phật có thể giúp cho thân nhân của họ tránh sự chết đói. Sư phụ: A Di Đà Phật. Đừng nên vì sợ nghèo mà tu hành, mà nên vì tránh bị sinh tử luân hồi. Muốn được liệu thoát sinh tử, đạt được đại trí huệ, muốn thành Phật, muốn hiểu rõ đạo, hiểu rõ Thượng Đế mới đến tu hành. Đừng vì tiền mà tu hành, như vậy mới thật sự đắc đạo. Vấn: Tam thế nhân quả là gì? Sư phụ: Tam thế tức là quá khứ, hiện tại, vị lai. Trước đây chúng ta làm điều sai, làm những hành động hung ác, bây giờ nhận lấy quả báo. Điều này gọi là nghiệp chướng của quá khứ hoặc là nhân quả. Giả sử nói cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa sám hối những nghiệp chướng mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ, vẫn cứ tiếp tục có những hành động hung ác, đương nhiên chúng ta sẽ trở lại nhận quả báo. Báo ứng rất mau, rất có thể ngày mai hoặc là năm sau. Chúng ta nói là nhân quả của vị lai, tam thế nhân quả là như vậy đó. Vấn: Nếu như hơn một năm không ăn mặn, không uống rượu, nhưng bởi vì công việc mà phải ăn mặn uống rượu, trong tình trạng này phải làm sao? Sư phụ: Không có công việc gì có thể khiến chúng ta uống thuốc độc. Đây là do quý vị mượn cớ mà nói. Giả sử có một công việc cuối tháng cho quý vị 1 triệu đồng, nhưng bảo quý vị mỗi ngày phải uống thuốc độc, quý vị có chịu làm không? Có bằng lòng không? Tại sao lại không nói? Mọi người đáp: Không bằng lòng. Cũng vậy, giả sử chúng ta không thích ăn thịt, không thích uống rượu, thì không nên ép chính mình. Một bên chúng ta có thể làm công việc khác, một bên có thể nói với người chủ: Tôi chỉ bán cho ông sức lao động của tôi thôi, tôi không có bán cho ông cái tư tưởng của tôi. Chúng ta không thể bán rẻ cho người khác vì mấy ngàn đồng một tháng mà để cho người ta xỏ mũi chúng ta đi. Bảo chúng ta làm gì thì làm, chúng ta không phải là nô lệ. Cơm chúng ta ăn là do tiền của chúng ta kiếm được. Không ai có thể ép chúng ta ăn những thức ăn mà chúng ta không thích. Có phải như vậy không? Vấn: Có lần nằm mơ gặp một vị sư phụ. Vị sư phụ đó dạy cho tôi những kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa. Điều này biểu thị gì? Sư phụ: Như vậy quý vị cứ tiếp tục niệm kinh Kim Cang, niệm kinh Pháp Hoa. Đừng có hỏi việc này biểu lộ điều gì. Nhưng trong kinh Kim Cang nói gì quý vị có hiểu không? Trong đó giảng lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Quý vị niệm kinh Kim Cang biểu lộ rằng quý vị phải hiểu rõ kinh Kim Cang. Coi thử mình có bố thí không? Bố thí gì là tốt nhất? Bố thí pháp là tốt nhất. Cần phải hỏi chính mình có đạt được pháp để bố thí pháp hay không? Nếu như chưa có, như vậy phải mau mau đi tìm pháp. Sau khi tìm được rồi thì cần phải tu hành nhẫn nhục, bất luận gặp những chướng ngại nào, những tai nạn nào cũng không thối đạo tâm. Đó mới gọi là nhẫn nhục. Tinh tấn là mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút, mỗi một thoáng qua đều cố gắng tu hành. Trì giới cũng rất cần thiết. Nếu là Phật giáo đồ, cần phải trì ngũ giới. Không sát sanh, không trộm cắp, không uống rượu, không nói dối và không tà dâm. Phải coi mình trì giới có rõ ràng không?
Sát sanh có 3 trường hợp. Thứ nhất là sát sanh trực tiếp. Thứ hai là thấy xác làm vui. Thứ ba là gián tiếp sát sanh. Tự mình trực tiếp sát sanh, đương nhiên nghiệp chướng rất nặng nề. Nếu chúng ta nhìn thấy người sát sanh mà vui thích, như vậy là lấy giết chóc làm vui. Nếu như người khác sát sanh để cho chúng ta ăn, chúng ta cũng thích ăn, như vậy gọi là gián tiếp sát sanh. Nếu như phạm những lỗi lầm trên, biểu thị rằng chúng ta trì giới không rõ ràng, cần phải sám hối sớm để trì giới. Mau mau ăn chay, đừng có tái phạm 3 loại sát nghiệp ấy. Trực tiếp giết, gián tiếp giết, thấy giết chóc mà làm vui. Tuy chúng tôi có pháp môn giải thoát, cũng cần phải trì giới cho rõ ràng. Bất luận người ta phỉ báng chúng tôi như thế nào, sỉ nhục chúng tôi như thế nào, ngăn cản chúng tôi vẫn cứ tiếp tục tu hành, như vậy mới gọi là nhẫn nhục. Tinh tấn là mỗi giây, mỗi phút, mỗi một thoáng qua đều không thối đạo tâm. Thiền định rất quan trọng, không có thiền định thì không có trí huệ. Nếu như chúng ta không dùng phương thức của lục độ để niệm kinh Kim Cang, thì niệm không đúng. Không phải mỗi ngày dựa theo cái ngôn ngữ vô thường của thế giới mà niệm, như vậy không phải là niệm kinh Kim Cang. Niệm kinh cần phải hiểu rõ nghĩa thật của nó, cần phải làm theo đạo lý của kinh Kim Cang, như vậy mới được kể là niệm kinh Kim Cang chân chánh. Vị sư phụ dạy quý vị hãy y theo phương pháp này mà làm. Có phải vậy không? Vâng. Lúc người thân vãng sanh, người nhà ở bên cạnh niệm kinh A-di-đà, đối với người vãng sanh có ích lợi gì không? Sư phụ, nếu như có giúp đỡ, quý vị có thể biết, tự mình có thể hiểu rất rõ ràng, bởi vì vong hồn sẽ rất vui vẻ, vãng sanh. Khuôn mặt của họ sẽ mỉm cười, họ sẽ nói, Phật Bồ Tát đến rồi. Nếu như họ không nói như vậy, mà là rơi nước mắt, khuôn mặt biểu lộ rất đau đớn, rất khó coi. Điều này nói rằng niệm kinh A-di-đà vô ích. Điều này chúng ta có thể quan sát mà biết được. Nhấn, Ngài là người khai ngộ, xin hỏi Ngài có cái nhìn và cảm nhận đối với người đời như thế nào? Sư phụ, ai nói sư phụ khai ngộ? Được, giả sử nói sư phụ khai ngộ, cách nhìn của sư phụ cũng giống như trước vậy. Cũng cảm thấy rằng người đời thật đau khổ, không có gì tốt cả, nhưng vẫn cứ phải tiếp tục sống. Khai ngộ chẳng có gì lạ. Có người thích ăn chơi, hưởng lạc, thì để họ ăn chơi, hưởng lạc. Ai muốn được khai ngộ, thì giúp họ khai ngộ. Sư phụ không có cái nhìn nào khác. Dường như cũng giống như trước vậy, không có chi thay đổi. Những tình trạng này không thể nào nói cho rõ ràng. Sau khi khai ngộ, quý vị sẽ tự hiểu. Vấn, vô ngã là gì? Làm sao để tu hành? Sư phụ, tu pháp môn Quán Âm có thể đạt được những đẳng cấp của vô ngã. Vô ngã không thể dùng ngôn ngữ để nói, đạt được rồi mới có thể hiểu. Những người vô ngã không lưu luyến bất cứ điều gì, không tham danh lợi, nổi tiếng cũng tốt, người ca ngợi cũng tốt, người phỉ báng cũng tốt, không có gì đáng nói. Lúc đó chúng ta nhìn chúng sinh đều cùng một thể, như vậy cũng gần đạt được đẳng cấp của vô ngã. Nhưng rất khó mà dùng ngôn ngữ để biểu lộ, cần phải tự mình đạt được mới kể là hiểu rõ thật sự. Ít nhất phải vượt qua tam giới mới có thể đạt được cảnh giới của vô ngã. Lúc đó quả vị ấy không khác quả vị của Phật bao nhiêu. Nhấn, vừa rồi sư phụ đề cập đến Thánh Kinh có nói, con người là do Thượng Đế sáng tạo ra. Sư phụ có thể dùng quan điểm của Phật giáo để giải thích không? Sư phụ, được, đó là nhất thiết vi tâm tạo. Tâm tức là bản tánh, là chỉ cái bản lai vô nhất vật. Kinh Phật nói nhất thiết vi tâm tạo. Tâm tạo ra bất cứ mọi thứ, hiểu không? Chúng ta cũng có thể nói Thượng Đế tạo ra vạn vật. Đạo tạo ra vạn vật đều cùng một ý nghĩa cả, chỉ cách dùng chữ không giống nhau mà thôi. Không nên tranh luận danh xưng bởi vì khẩu khí của mỗi người khác nhau. Phật Thích Ca dùng chữ khác, Chúa Giêsu Kitô dùng chữ khác, Lão Tử dùng chữ khác. Có người nói bản lai diện mục, có người nói đạo, như vậy có quan hệ gì? Vâng, bây giờ Phật lịch là 2532 năm.
Nhưng mật tông là 2015 năm. Như vậy bên nào là chính xác? Sư phụ, những điều này có quan hệ gì với chúng ta? Nhưng sư phụ có thể nói cho quý vị nghe một chút, bởi vì quý vị quá hiếu kỳ. Mật tông dựa vào lịch sử tôn giáo bản xứ của họ mà tính. Còn Phật giáo kể từ lúc Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, cho nên mới có sự khác biệt này. Nhưng những điều này không có quan hệ gì với việc tu hành của chúng ta. Dù cho 200 năm, 300 năm, 500 năm, 2000 năm, cũng đều chẳng có quan hệ gì với vấn đề giải thoát sanh tử luân hồi của chúng ta. Có phải như vậy không? Điều mà chúng ta có thể làm bây giờ là xem thử có minh sư tại thế có thể giúp chúng ta lập tức khai ngộ, giúp chúng ta mở trí huệ, giúp chúng ta liễu thoát sanh tử. Đó mới thật là quan trọng. Chứ không phải là coi lúc nào thì vị Phật nào đó sanh ra, lúc nào thì vị Phật nhập Niết Bàn. Những việc này thật chẳng có quan hệ gì với vấn đề sinh tử luân hồi của chúng ta. Hỏi những câu như vậy làm cho người ta đau đầu. Quý vị có đau đầu không? Không có hả? Đó là bởi vì quý vị hỏi sư phụ, cho nên chỉ có một mình sư phụ đau đầu mà thôi. Vâng, sư phụ, ngài có cái nhìn về phóng sanh như thế nào? Như vậy có phải là giúp cho những người bắt những con vật không? Cũng như ở Động Bát Tiêu ở Đài Đông, có rất nhiều thương gia bán rùa để cho người khác phóng sanh. Nếu như không có người mua, thì những người bán ấy sẽ không tiếp tục bắt rùa để mà bán. Sư phụ, đúng. Sư phụ cũng đồng ý. Nếu như không có phóng sanh, thì không có người bắt những con rùa tội nghiệp như vậy. Còn có chim và các loài vật khác nữa. Vì có người phóng sanh, họ mới bắt. Đây là do quý vị nói ra trước, không phải sư phụ nói. Về sau đừng có trách sư phụ, nói sư phụ bảo người ta không nên phóng sanh. Nếu không lại thêm một lý do nữa để phỉ báng, lại có người viết thơ đăng lên báo của Phật giáo để mọi người đều biết. Ngày hôm nay, có rất nhiều tổ chức tôn giáo có báo của chính mình. Muốn viết người khác như thế nào thì viết, chỉ có chúng tôi là ngậm miệng mà thôi. Càng có nhiều người phóng sanh thì càng có nhiều người bắt loài vật. Đây là do chính quý vị nói, chứ không phải sư phụ nói. Quý vị có thể làm chứng, nếu như quý vị muốn tiếp tục phóng sanh, sư phụ không có phản đối. Vâng, sư phụ nói bất cứ tôn giáo nào cũng tốt, nhưng nếu có một tôn giáo lại những hồn ma ở những đẳng cấp rất thấp, như vậy chúng ta cũng nói cái tôn giáo ấy rất tốt sao? Sư phụ, đó không kể là tôn giáo mà là mê tín, hiểu không? Mê tín khác với tôn giáo, quý vị cần phải hiểu rõ, đừng để hai thứ trộn lẫn với nhau. Vâng, Phật và Bồ Tát đẳng cấp nào cao hơn? Sư phụ, Bồ Tát có rất nhiều đẳng cấp, chữ Bồ Tát tiếng Phạn là Bồ Đề Tát Đỏa. Bồ Tát tức là trí huệ, Tát Đỏa tức là chúng sanh. Bồ Đề Tát Đỏa là chỉ một vị chúng sinh có trí huệ, có khai ngộ. Bởi vì đẳng cấp của khai ngộ không giống nhau, cho nên danh xưng cũng không giống nhau. Có sơ địa Bồ Tát, nhị địa Bồ Tát, tam địa Bồ Tát, vân vân. Bát địa Bồ Tát, thập địa Bồ Tát biểu lộ rằng đẳng cấp của họ không giống nhau, cũng giống như chúng ta học đại học năm thứ nhất, năm thứ nhì, năm thứ ba, năm thứ tư đều không giống nhau. Tốt nghiệp tức là Phật, chưa tốt nghiệp tức là Bồ Tát, nhưng có phần đẳng cấp. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 27 tháng 5 năm 1988 tại Đài Trung Formosa.